Chú ơi, cái lượng mình còn nhiều quá, từ đây tới chiều đẩy hết không chú? Hết, tiêu hết. Hết trơn luôn hả? Hết luôn. Trời ơi, hết, nói đây tới chiều phải dẹp hết. Thì cũng mời đồng đạo, các đồng đạo gần xa, cũng như là ngày lễ 12 tháng 8 nè, lễ Phật Thầy Tây An nè. 12 tháng 8 âm lịch nè. Ừ, trở về đặng mà ngày lễ của Thầy mà, cũng như là ngày giỗ đó. Rồi, xin thưa với quý vị, nơi đây là nơi cổng tam quan đền thờ Đức Phật Thầy Tây An Tòng Sơn Cổ Tự. Đây phục vụ bánh mì. Bà con đi lễ vui vẻ đi về gán tu hiền cho tinh tấn. Vậy thôi à, cô chúc con chúc nhiều lời mạnh giỏi tu hiền cho tinh tấn. Trải qua thưa quý vị, trong chánh điện của chùa đang chổi ba hồi chuông cổ. Lượng khách năm nay người ta đi đông hả cô? Năm nay đông hơn mọi năm. Ủa sao con thấy ngày nay ngày cuối mà cái lượng rau củ quả còn nhiều? Không biết rồi. Vui mà vui, năm có lần mà giá làm như sao vậy? Đứng à. Đông hơn chắc lắm. Đông hơn chắc lắm. Đồ ăn coi như chất đóng đó, coi như em thì kế bên chùa Tòng Sơn, thì bên đây là đình Tòng Sơn. Hai cái cách nhau chút xíu à. Sáng giờ nhiêu ổ rồi cô mà hết trơn hết sớm vậy? 5.000 ổ mà bây giờ 4.000 rồi đó cơ, còn 1.000 nữa đó. 4.000 ổ. Hồi nãy giờ nãy đẩy được nửa tiếng đồng hồ chưa? Này có tiếng hồ đó cơ. Kính thưa cô chú và anh chị em, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại đền thờ Đức Phật Thầy Tây An Tòng Sơn Cổ Tự. Thưa quý vị, thì mấy ngày hôm nay chúng tôi tại ở Thế Sơn, tỉnh Biên, An Giang. Giờ đây tiếp tục chương trình cuộc hành trình cập nhật đại lễ kỷ niệm Đức Phật Thầy Tây An viên tịch lần thứ 167. Tiếp tục hết. Nơi đây chúng tôi đang có mặt tại chùa Tòng Sơn. Lời nói đầu tiên xin kính chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống và đi lễ thật là an lành ha. Hiện tại ở đây là buổi sáng chánh lễ ngày 12. Nơi đây bà con dự lễ trở về rất là đông nè quý vị. Mới buổi sáng ngày hôm nay thôi mà nghẹt cứng cả một cái khúc đường. Và cái lượng giữ xe ở nơi đây là rất là nhiều luôn. Nơi đây đang tấp nập trở về nơi đây. Giờ này khoảng tầm 8-9 giờ sáng rồi quý vị. Thưa quý vị, hai ngày trước chúng tôi có mặt tại đình Thế Sơn và chùa Thế Sơn. Nơi đây tại Tòng Sơn thì cũng không kém phần quan trọng ha. Thưa quý vị, nơi đây là ngoài đường trước cổng thôi mà bà con đồng trở về rất là đông quý vị. Quý vị nhìn thấy cái lượng quý vị đồng đạo cũng như là khách thập phương trở về dự lễ kỷ niệm Phật Thầy Tây An. Rồi kính mời quý vị từ từ chúng ta di chuyển vào bên trong trong đền thờ chùa và tất cả các nghi thức sinh hoạt cúng kiến trong cái ngày chánh lễ của buổi sáng ngày 12 hôm nay. Hôm nay là ngày chánh lễ hả bà con? Và tất cả các công tác phục vụ từ thiện của cô chú đồng đạo. Chúng tôi xin ghi hình lại tất cả và tất cả cho bà con, cô bác, anh chị em đồng đạo gần xa có cái nhìn tổng quan hơn về buổi lễ cũng như là tại đền thờ chùa Tòng Sơn Cổ Tự.
Rồi xin thưa quý vị, thì hệ thống của tất cả các vị chú công an cũng như là chú giao thông đang tất bật để làm vào việc để trước cổng chùa. Rồi xin thưa quý vị, nơi đây là nơi cổng tam quan đền thờ Đức Phật Thầy Tây An Tòng Sơn Cổ Tự, kỷ niệm 167 năm ngày Đức Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Huyên viên tịch 12 tháng 8 âm lịch. Hai bên đường nghe cứng hết trơn ha. Thưa quý vị, nơi đây là chú phóng sanh này, phóng sanh chim đây. Mấy con vậy? Bốn con hả? Có thấy đâu đâu. Trước mặt quý vị đây là chùa Tầm Sơn Cổ Tự. Lượng khách bà con nè, nhìn xa xa quý vị thấy rất là đông ha. Bởi vì bà con đang đổ xô về dự lễ. Chào chị. Quá đông rồi quý vị ơi. Quá thấy truyền người ta ha. Rồi xin thưa cô chú và anh chị em, thì nơi đây là nơi chùa thờ Phật Thầy Tòng Sơn Cổ Tự. Kính chào quý khách đây. Đây là trước cổng. Bà con cũng đang trở về ở hồi đông. Mời quý vị chúng ta tiến vào bên trong để tham quan khung cảnh của chùa Tầm Sơn đây. Đây quý vị ơi, quá đông rồi. Đây quý vị thấy cái lượng khách trở về nè, khủng khiếp hay chứ. Ở đây đại diện với này là chuẩn bị cúng hả bà hai? Dẫn bệnh cúng. Cái này bao nhiêu đoàn mình đem đi cúng rồi cô hai? Cái này là cái đoàn này rồi riêng tư, đoàn này đoàn nào nói chuyện coi. Bánh này người ta cúng mà đoàn gì cô? Bánh đang chuẩn bị dân cúng quá vậy ơi. Rồi phải đoàn mình ở đâu dân cúng lễ Phật Thầy đây con? Anh ở quận Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Đây bây giờ tinh thần đang hợp vụ. Chỗ lại đây đừng đi nữa. Cho lại cho tưởng này tất cả mừng người lận. Rồi về bà con nhớ hoài, nhớ cho hoài. Rồi diễn cái này bên mình bên tổ chức hay là bên này? Chuẩn bị mấy cô đang chuẩn bị sắp xếp đồ dân cúng quá vậy. Đây nè, đây cấp phát bánh mì phục vụ cho bà con ăn sáng ha. Thưa quý vị, nơi đây là nơi phục vụ bánh mì. Sáng giờ nhiêu ổ rồi cô mà hết trơn hết sớm vậy? 5.000 ổ mà bây giờ 4.000 rồi đó cơ, còn ngàn nữa đó. 4.000 ổ. Hồi nãy giờ nãy đẩy được nửa tiếng đồng hồ chưa? Này có tiếng hồ đó cơ. Mới buổi sáng không mà hết trơn rồi quý vị ơi.
5.000 ổ. Đây còn một cái phái đoàn mình ở đâu vậy cô? Ở Quan cơ. Quan Chợ Mới An Giang. Thấy lễ năm nay đông hơn những năm trước không cô? Đông, đông lắm cơ, đông lắm. Dạ. Ủa đã đem đi cúng nó chạy không thôi nhá, cho cũng đắt nữa. Vui. Vui vẻ vậy, vui vẻ nhỏ ở đây đi. Đây quý vị nguyên phái đoàn tổ đại bánh mì ở Quan. À, giờ đang chuẩn bị còn 1.000 ổ nữa nè. Sáng giờ 4.000 ổ à. Đãi một cách tốc độ là hết trơn luôn á. Cái lượng khách năm nay đông ha cô? Đông, cũng đông lắm cưng, đông lắm. Dạ. À, cô năm nào cũng đãi đây chứ hả? Năm nào cô cũng đãi đây hết. Mấy năm rồi cô? Đãi lâu rồi, đó dù cũng lâu lắm rồi, không biết mấy năm mà lâu lắm rồi. Đãi nước cà phê. Cà phê đặng á. Rồi bánh mì 5.000 ổ, năm nào cũng vậy á, nhiều khi bổ sung thêm là 6.000 ổ. Dạ. Vừa phục vụ mà tinh thần cũng vui hả cô? Vui lắm. Bà con nhận là vui lắm luôn. Dạ. Tới là gạch giá, tới là lễ Nguyễn á, cũng cô cũng đãi luôn 7-8.000 ổ luôn. Giờ nhân ngày đại lễ của Đức Phật Thầy Tây An Viên Tịch, cô có đôi lời nào gửi cho bà con khán giả đồng đạo gần xa có lời chúc nào không cô? Cho nó vui. Cô không biết lời lẽ lời thế nào. Anh Năm, nói cho Năm. Anh Năm. Để nói cho nó vui trong mấy ngày lễ mà. Chúc cho bà con đi lễ. Bà con đi lễ vui vẻ đi về gán tu hiền cho tinh thần. Vậy thôi à, cô chúc cậu chúc nhiều thôi, mình giỏi tu hiền cho tinh tấn. Xin chân thành cảm ơn cô. Thưa quý vị, lời nói tuy ngắn gọn nhưng mà thể hiện lên tình nghĩa của người Phật giáo Hòa Hảo á. Chúc quý vị nhiều sức khỏe và tu hành tinh tấn. Vì chỉ có con đường tu thôi, chúng ta mới là hết khổ thôi. Quá ngon ha cô. Dạ. Con mới ăn rồi đó. Cảm ơn cô. Thôi giờ đây mà quý vị đồng đạo chúng ta tiến vào bên trong nữa ha. Vì nhìn thấy hoàng cái khung cảnh của buổi sáng ngày hôm nay nè. Đây nơi đây đẩy cà phê chạy đường nữa. Quý vị nơi đây phục vụ cà phê chạy đường cho bà con đồng đạo gần xa để đi lễ để uống đây. Đẩy hôm qua này hả chú? Mới đẩy vô ngày nay hả? Mới đẩy ngày nay. Từ đây tới chiều luôn. Đã tới chiều luôn. Số lượng mình đẩy nhiều không chú? Nhiều lắm, vừa bánh mì với nước uống với nước thuốc luôn. Vậy chung tổ ở đây ha? Chung tổ luôn. Phái đoàn xã Hòa An mặc đồng phục thấy cũng rất là đẹp quá ha. Cái nón ấn tượng á quý vị, màu vàng không nè. Dạ cô. Cho không kịp luôn quý vị ơi. Ở đây là nước đá. Mời quý vị chúng ta tiến vào bên trong. Mô là thật. Giờ phút này đang long trọng trang nghiêm, buổi lễ đang từ từ diễn ra. Các vị chức sắc trong đạo đang mặc áo dài khăn đóng trang nghiêm chỉnh tề để chuẩn bị tiến hành buổi lễ. Hàng triệu triệu người tín đồ Bủ Sơn Kỳ Hương cũng như là Phật giáo Hòa Hảo đang hướng về ngày đại lễ. Cảm ơn các cấp lãnh đạo và quý đại biểu. Tiếp theo chương trình ngày hành chánh lễ buổi lễ chánh hôm nay, chúng ta nội dung xin kính mời ông
Nguyễn Văn Kiệt, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Lấp Vò lên phát biểu ý kiến khai mạc lễ hội. Xin trân trọng kính mời. Đại biểu, quý khách dự cùng toàn thể bà con nhân dân tín đồ mến, trong không khí trang nghiêm trân trọng tổ chức lễ kỷ niệm 167 năm ngày Đức Phật Thầy Thế An Đoàn Minh Nguyên viên tịch ngày 12 tháng 8 âm lịch. Kính thưa quý vị, Đức Phật Thầy Thế An Đoàn Minh Nguyên tứ ân rất phù hợp với đạo lý của dân tộc và cuộc sống. Xin thưa cô bác và anh chị em, thì bà con đang cúng vào nguyện giấy thêm, thì buổi lễ vừa rồi là phần cáo hoàng thiên, phần cầu nguyện và sơ lược lại tiểu sử của Đức Phật Thầy Tế An. Đây, bà con đang nguyện giấy dân cúng rất là nhiều quý vị. Và tất cả các tấm lòng của người tín đồ Vũ Sơn Kỳ Hương cũng như là Phật giáo Hảo đang hướng về ngày đại lễ. Thông báo mất giấy tờ Ngô Hồng Phương, Ngô Hồng Thị ở An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau và Lê Thanh Nhật, đền thờ Thượng tướng Quận Công Trần Văn Năng và đệ đâu đến nhà phòng và tổ chức xin nhận giấy lại. Tin mất giấy tờ Ngô Hồng Thi, thị xã An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau và Lê Thanh Nhật, đền thờ Thượng tướng Quận Công Trần Văn Năng và đệ đâu đến nhà phòng và tổ chức xin nhận giấy lại. Những nén hương thành tâm cầu nguyện đã dâng cúng lên bằng Phật. Cháy hả? Múa rồi buổi sáng rồi, trước khi múa là vô làm lễ á. Ba phút con là bằng lâu chủ tổ chức bước vào. Ba phút chấp đạo tay bài tầm sơn và mấy đó. Đi vòng vòng chút có rồi hả? Không. Cô ở đâu cô? Dạ. Đâu mình đi lễ này? Ở Sanh Mỹ. Sanh Mỹ, huyện Thọ Sơn, tỉnh An Giang. Ồ, có đi có đi Thái Sơn chưa? Không, có đi Đồng Sơn này chứ chưa đi Thái Sơn. Dạ. Thế lễ năm nay vui đông không cô? Đông lắm. Bữa nay không mưa đó. Chứ mỗi bữa năm nay là gì là mưa dữ lắm luôn. Năm nay là không có mưa. Thấy bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo với Bửu Sơn Kỳ Hương phục vụ rất là nhiều hả con? Dạ, đúng rồi chú. Hôm nay Bửu Sơn Kỳ Hương mà của thầy mà, thầy cũng chuyển hết trơn. Dạ. Rồi giờ ngăn ngày đại lễ, cô gỡ một điều nào đó cho quý khán giả được nghe chung hả con? Thôi, đâu không được. Dạ. Chúc bà con tu hành tinh tấn vậy đó. Dạ. Không đọc cái đó được. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Thưa quý vị, nơi đây là nơi chánh điện của chùa Tòng Sơn Cổ Tự. Thank you.
Tôi không biết bấm ra có pin giấy. Bây giờ nơi đây là nơi phục vụ nước đá xay để dành đãi nước cho tất cả bà con nè. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của buổi lễ rồi. Rào cải cũng vẫn còn nhiều quá quý vị. Số lượng cũng đang làm tiếp tục rồi. Bên đây là bên hệ phái của Tam Kỳ Phổ Độ cũng vẫn trở về đây cúng bái lễ Phật Thầy. Cái lượng rau cải ngày hôm nay mà còn nhiều quá quý vị. Cái lượng rau cải nè. Quý vị ơi, cái lượng rau cải. Mấy cô đang chuẩn bị gọt đồ đây. Và thưa quý vị ơi, mấy cô đang chuẩn bị gọt đồ để phục vụ cho bà con. Đây sao rau cải còn nhiều với cô? Rau cải sao hôm nay còn nhiều vậy? Tiếp mấy ngày rồi? 3 ngày rồi. Ê, lượng khách năm nay người ta đi đông hả cô? Đông, năm nay đông hơn mọi năm. Ủa sao con thấy ngày nay ngày cuối mà cái lượng rau củ quả còn nhiều? Không biết tổ mình, không biết tổ mình có đẩy hết hôm nay? Có, đẩy hết. Cô ở đâu lận? Gần đây hả? Ở gần đây nè. Thưa quý vị, người nhà ở đây là phục vụ lại sớm. Hôm nay thấy đông không? Mỗi năm đông. Đông mà vui à, đông mà. Thấy tinh thần phục vụ làm đồ ở đây cũng nhiều hơn nữa hả? Nhiều. Bà ơi vậy? Ăn đi. Có làm sao đâu, vừa nói vừa ăn cho nó vui mà. Tôi tức cái bài là tôi cũng vui. Dạ. Mưa nữa mà. Dạ, nay mưa nay. Rồi, cảm ơn cô. Đây quý vị ơi, rau củ quả để phục vụ. Chú ơi, cái lượng mình còn nhiều quá, từ đây tới chiều đẩy hết không chú? Hết, tiêu hết. Hết trơn luôn hả? Hết luôn. Trời ơi, hết. Nói đây tới chiều phải dẹp hết. Thiếu nữa. Thiếu luôn, thiếu. Chị sao Tàn, con thấy ha? 12 giờ là tới chiều hết trơn luôn. Con thấy ngày nay ngày cuối rồi mà lượng quá nhiều rồi. Không biết không, con sợ có dư không đó? Đâu mà dư được. Vậy ha. Dễ gì mà dư. Ở đây là không có nói chuyện dư. Không có dư. Quá thế rồi, đẩy là đẩy hết thôi ha. Đẩy hết thôi, lúc kim luôn. Thiếu là mua thêm nữa. Quá thế quý vị ơi, hôm nay là ngày 12 chính lễ mà cái lượng rau củ như vậy là quyết định là chiều nay là đẩy hết luôn. Cái gì thấy cái lượng nè, hải hùng rồi chứ. Cái này là số lượng là không bao giờ tính đếm được luôn hả? Dạ. Quá nhiều ha. Đây quý vị đang làm nhiệt tình luôn đây. Thưa quý vị, những người già, người trẻ, thanh niên rồi đều tất cả đều phục vụ làm. Quá vui ha. Làm phục vụ có mệt không anh? Anh ơi, làm phục vụ có mệt không? Dạ không anh ơi. Dạ vui dạ, ha. Dạ dạ. Ở đây mình đẩy từ đây tới chiều luôn hay gì thằng mới còn? Dạ đây tới chiều. Quá vui bây giờ. Cái này là mình chuẩn bị đem đi đâu đây? Cái này chuẩn bị đem đi đâu ạ? À? Đó nữa bây giờ đang rửa rau củ. Đây đây, cho
thuật đây, cho thuật đi. Nè nè, bắt nè, bắt nè. Bắt nè bà ơi. Bắt nè. Ôi. Ôi nó quay đó kìa, bị chết kìa. Dạ. Đi, 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 rồi rồi rồi. Vui luôn quý vị ơi. Làm mệt lắm anh. Mệt lắm anh ơi. Mệt mà vui ha. Vui mà vui, một năm có lần mà giá làm như sao vậy? Dạ. Rồi nhân ngày đại lễ anh gửi cái lời gì đến bà con gần xa trở về lễ càng ngày càng đông thêm. Mà gần xa năm sau quy ra gì nữa đông càng ngày càng đông hơn nữa. Chứ giờ anh em làm mệt quá, nói chuyện chưa rõ chữ tiếng gì mấy. Có thông cảm bà con mình năm sau cũng càng ngày phát triển hơn nữa. Rồi bây giờ chúc bà con tiếng nghe trên. Rồi. Chúc bà con một năm mới an khang thịnh vượng nha. Sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài. Thì năm sau cũng y chang gì hoài luôn nha. Cảm ơn anh. Phát triển thêm nữa. Rồi. Xin chân thành cảm ơn anh. À, thưa quý vị, làm mệt nhưng mà anh các chú ở bác nơi đây cũng vẫn có tinh thần quý vị ơi. Còn đây là nơi hậu cần rửa chén nữa nè. Dạ dạ. Quá tràn cái khu này quý vị ơi. Làm không ngưng tay luôn ha. Nè, xây qua ba phía, bốn bề, bốn phía đều phục vụ à. Gì cái lượng nè, quá nhộn nhịp. Quý vị ơi. À, chúng tôi ghi hình cận cảnh cho quý vị được xem nè. Từ ở ngoài vào tới bên trong. Thôi vậy chúng ta đi về những cái buổi lễ của buổi dân kỳ hương cũng như là Phật giáo hảo là khỏi sợ đói ạ. Và đầy đủ hết tất cả các món ăn luôn. Đây là muối xả hả chú? Đây là muối xả hả chú? Dạ, muối xả. Ồ, máy vậy luôn hả? Dạ, dạ, cái này là mình sắc bên đó bầm, ướp để cho bà con sách về ăn á. Số lượng nhiều không chú? Coi như là tính một ngày cũng cả 300-400 kg xả. Thấy lễ năm nay bà con đi đông hả chú? Đông, đông hơn các năm. Đông, đông hơn các năm. Đồ ăn coi như chất đóng ở đó, coi như là khoảng 12 giờ này giãn, giãn thì phải chở cho bệnh viện bớt chứ đồ thực phẩm quá nhiều rồi. Dạ. Thấy tinh thần phục vụ của người tín đồ Phật giáo hảo cũng như là buổi sơn kỳ hương phục vụ nhiều quá chú. Nói chung cái này mình tự nguyện, anh em nhảy vô người nào cũng làm được công chuyện hết trơn á, nhiều công chuyện làm lắm. À, đi thu gom rác rồi gọt sắt đi bưng ba thực phẩm vô cho nhà bếp nấu, rồi mình sắt xả này mình bằng để cho thợ nấu đồ ăn tự chọn đó. Mình ra giờ cho ăn cơm dĩa nó đỡ, chứ mà cho ăn bàn cái bắt đầu nó thiêu là bỏ nhiều, còn mình cho ăn cơm dĩa nó ít có hao đồ ăn lắm, mà ít có bỏ nữa. Mình bà con lo chuyện. Người có đi qua góc bên kia chưa? Bên kia bún dưa với bánh xèo bên kia bờ trên đình đó, còn ở trong nhà bếp đình bên đây thì đang cho bánh tiêu đóng. Bánh tiêu luôn hả? Bánh tiêu đang cho đông lắm. Bánh tiêu nhiều không chú? Nhiều, đứng không có chỗ đi. Đây đi vòng vào bánh đảo bên trái hen, đi ngay vô nhà bếp đình đó, bây giờ không có chỗ đi nữa, đứng quá đông. Làm mệt nhưng mà cũng vui hả chú? Rồi giờ nhân ngày đại lễ chú phiên bà con mình đồng trở về dự lễ năm sau nữa đi. Đúng, coi như là cái này coi như là tự nguyện đi đến không mà chứ khỏi có gì chăng á. Có lời nào chúc bà con khán giả mình đồng đạo mình gần xa đi chú? À, dạ, coi như mình chúc bà con được nhiều sức khỏe, đến ngày lễ nên tụ về để lo cúng bái tụ các ngài vậy đó. Chú ở đâu đến quay à? Con ở Phú An, Hòa Hảo. Dạ. Dạ. Rồi vậy cảm ơn chú ha. À, chúc nhiều chúc cho chú nhiều sức khỏe. Đây nữa là quý vị ơi. Thưa quý vị thì
hôm qua tới nay tôi phỏng vấn và hỏi tất cả các cô chú thì cho dù làm mệt cỡ nào đi nữa nhưng mà cũng vẫn vui trên tinh thần phục vụ. Càng ngày càng đông thêm không quý vị, chứ không phải không, càng ngày không có bớt chút nào hết trơn á. Tại vì mỗi người tín đồ đều nhớ về nguồn để phục vụ cho tinh thần bà con. Rồi đá mía vào tới chỗ luôn ha. Cho một uống đi cô ơi. Cảm ơn cô. Mấy chú đá mía đem tới chỗ cho mấy cô sắc rau củ uống luôn nè. Đây quý vị ơi, cái này như kiểm vậy cô. Này đại kiểm đó ha. Quý vị ơi. Đây chúng ta thấy cái món này rất là đặc biệt quý vị. Đại kiểm đó nè. Thưa quý vị, chúng tôi thấy cái món này rất là đặc biệt ha. Kiểm luôn hả cô? Đại kiểm luôn ha. Dạ. Yeah. Quá thế cho nhiều quý vị ơi. Sáng giờ nấu như nồi hả cô? Không biết nữa. Quá nhiều không biết luôn hả? Thưa cô chú anh chị em, thì nơi đây là nơi chiên xào nấu các thực phẩm nè. Quý vị thấy không? Lấy nguyên cái xưởng len luôn. Nguyên cái xưởng len luôn làm mới xảy thôi chứ. Thôi vậy nơi đi nơi nào cũng vậy hết trơn á, nên đều phục vụ hết mình hết trơn, nhất là mấy chú thanh niên chịu nóng chịu cực gì cũng làm hết hết. Đây làm không kịp luôn hả chú? Làm không kịp luôn ha. Quá thấy bây giờ mô Phật. Qua thế bây giờ. Qua đông rồi. Nước sôi táo luôn, táo luôn, táo luôn, táo luôn. Đây nó đây cho thực phẩm đồ ăn ở đây. Đầy đủ món ăn hết trơn. Đây ăn cái gì ăn? Đây quý vị ơi, nơi đây là nơi dùng cơm của tất cả người con. Có kiểm luôn quý vị ơi. Có kiểm luôn hả cô? Dạ kiểm. Sáng nhìn nấu mấy nồi biết không? Kiểm không? Không biết luôn hả? Cứ chạy vô bàn quá. Dạ, cứ chạy bàn thôi, không biết bao nhiêu luôn. Vậy nhìn cái lượng tổng thể người ta. Thưa quý vị, nơi đây là nơi phục vụ mắm chân, mắm kho vậy đây. Đây quý vị ơi. Chị ơi, tổ từ thiện mình đâu đây chị? Chị ơi, chị, tổ từ thiện mình đâu đây chị? Dạ. Tổ mình ở đâu vậy? Ở xã kèo phỏng vấn bà này nè, mắm bà đó. Nó tổ từ thiện hỏi tổ từ thiện mình ở đâu để phục vụ bà con đây. Châu ơi. Đây. Dạ. Ra đây nói chuyện đi. Có gì đâu, cho vui mà, có gì đâu. Tổ mình ở đâu cô? Hả? Tổ mình ở đâu? Ở đây nè. Mấy chị em xúm lại nè, đâu có gì đâu. Cho ké ngay. Cái này bên phần từ thiện của mình đãi gì cái gì cô? Đãi mắm chân với kho quẹt. Rồi, với cô nấu sáng thì nấu cháo với nấu bún riêu. Là buổi sáng là đãi hết chưa? Đãi rồi, mới đãi rồi mấy trăm ký bún. Rồi bắt đầu mới quay qua đây cái này. Rồi đãi này là dùng chung với cơm. Dùng chung với cơm tự chọn đó.
rồi đem ra bàn cho bà con ta dùng. Rồi số lượng đãi năm nay nhiều hơn mấy năm trước không con? Nhiều gấp 3 lần. Dữ à? Gấp 3 lần đó. Mà mấy năm trước thì nó đâu có nhiều, năm nay là cô phải làm 3 lần như vậy đó. Không có người đứng đây là lử bưng hết trơn à. Rồi thấy năm nay cũng lớn hả cô? Mấy năm nay cũng lớn, mà năm nay lớn nhiều nhất luôn á, đông người nhiều hơn mấy năm trước. Rồi. Không, cô làm ở đây không à? Rồi như vậy thì khi ở đây vậy thì cô nếu mà sau này có những là để điểm khác thì cô có đi tới nữa không? Không, cô có đi làm ở đây chùa này không à? À. Ngày gần đó, ngày thường cũng có làm nữa. Nhưng mà khi để đồ lớn hen thì làm cũng như sáng thì cô nấu ra 2-3 giờ cô ra cô nấu bún. Để cho bà con ta lợi đó. Cái tới bữa cơm cái thì mình làm đồ cơm với làm khô quẹt với mắm cho người ta dùng. Tưởng đâu là nếu mà có những cái chùa khác người ta ví dụ những cái ngày khác á, mình có thể gọi điện mời cô tới để mà tham gia chẳng hạn. Nếu mà nó không trùng với ở đây thì cô đi được. Ví dụ không trùng thì cô đi được phải không? Nếu mà vậy thì có thể liên hệ với cô bằng cách nào không? Có số điện thoại của cô đó. Vậy hả? Cô có thể cho số điện thoại nha. 0333 0333 246 246 439 439 Cô là cô gì? Chắc đi vừa nãy phải không? Cô tên Hai Phường. Hai Phường ha. Ví dụ như cái điểm, ví dụ những chùa ở gần đây thì cô có thể đi được. Chùa ở xa nữa thì có thể đi được không cô? Nếu mà nó không trùng thì cô có thể đi được. Còn về số lượng thì bạn có chén chén hết rồi. Có hết rồi. Có nếu mà đi chỗ khác mà phải có chị em ở đây đi theo mới được, tại vì cái người mà ta biết làm á, người ta theo cô đặng để mà ta xé chân núm, người ta làm khớp đồ này kia đó tiếp cô, chứ mình nên cô đi thì mới không. Ở đây cô, nếu mà cô đi thì cô đi khoảng bao nhiêu người? Cô cũng không biết là bao nhiêu nữa, có lượng, có người thì buôn bán, có người thì ý hỏi là khoảng bao nhiêu người thì cô đủ? Cũng khoảng 10 người. 10 người. Còn cái lượng mắm hay là khó quẹt ở đây thì số lượng cung cấp là khoảng bao nhiêu cô? Cung cấp là cung cấp ra ăn gì đấy hả? Tối đa là khó quẹt thì khoảng mấy ngàn á, mấy ngàn chảo khó quẹt á. Mấy ngàn thần. Còn mắm này thì cũng khoảng mấy ngàn luôn. 2 ngàn. Ở đó à? Mỗi thứ 2 ngàn. Hai không, 4 ngàn. Mắm nó cái lượng khó quẹt khoảng 2 không, ngàn. Không, khó quẹt nhiều hơn. Quẹt khoảng bao nhiêu thần? Hôm qua từ sáng tới chiều theo cô biết là cũng mấy ngàn đó. Bữa nay chắc nhiều 2 hơn. Ngàn. Có vậy à. Nếu mà 2 phần là 2 thứ là 6 ngàn. Như vậy thì với cái lượng khách mà ở lễ hội nào á, lễ hội nào có khoảng 6 ngàn người thì có thể năng cô đáp ứng được ha. Dạ, rồi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, mong cô gỡ lời chúc nào đó cho bà con khán giả gần xa được nghe chung nè. Chúc cho bà con khán giả gần xa trong nước, ngoài nước luôn nha. Cũng như là những người mà người ở ngoài thì cũng thấy cái nước trong nước mình đó là cũng như bây giờ bà con đông lắm, người ta cũng đi chùa rất là đông, cũng mong như là mấy người đó cũng nhìn thấy gì đó. Có em đưa đây, để đây đây, đưa cho xa để mà mỗi năm tới đây vào ngày nào không cô ạ? Thì cũng mời đồng đạo, các đồng đạo gần xa, cũng như là ngày lễ 12 tháng 8 nè, lễ Phật Thầy Tây An nè. 12 tháng 8 âm lịch ha. Âm lịch đặt, trở về đặt mà ngày lễ của thầy mà, cũng như là ngày giỗ đó. Chớ tôi không biết. Rồi vậy lại đây không chắc. Ngoài ngày lễ mà 12 tháng 8 thì còn những ngày lễ nào ở đây đúng không cô ạ? Có mấy ngày lễ như ngày 18 tháng 5 là lễ của Phật Đức Thầy Chánh á. Ở đây cũng rất đông. Đông luôn. Rồi còn ngày nào đúng không cô? Như lễ 3 là ngày mùng 8 mùng 9 tháng 4. 8 tháng 4 ở đây cũng đông luôn. Đông luôn. Dạ. Với gầm tháng 10, gầm tháng 7, gầm tháng Giêng là 3 gầm. Vậy là 5 cái là 6 lễ. 6 cái lễ. Lễ rất lớn luôn á nghe. Rồi như vậy mấy con cảm ơn cô. Chúc cô nhiều sức khỏe để phục vụ cho bà con hơn nữa. Chân thành cảm ơn. Quý vị nhìn thấy người ta đòi cơm, đòi thực phẩm đây. Xin thưa quý vị, thì ở đây là bàn nhạc cứng người hết trơn à. Mấy cô chú ngồi ăn luôn và đứng ăn luôn. Bàn cái trọng tải, cái số lượng bàn là tải không nổi. Bà con trở về đây tham dự. Đây quý vị thấy không? Đây ngồi ăn không có một nè.
hết bàn ngồi luôn rồi. Số lượng nghẹt cứng người chưa. À, bên cái cánh bên đây là đình quý vị, đình Tòng Sơn. À, xin thưa cô chú anh chị em, thì kế bên chùa Tòng Sơn thì bên đây là đình Tòng Sơn, hai cái cách nhau chút xíu à. À, bên cái cánh bên đình ở đây thì bà con người ta đãi cũng nhiều lắm nè. À, trước mặt quý vị đây là đình Tòng Sơn được xây sửa lại cũng mới mấy năm gần đây. Quang cảnh ở nơi đây người ta cũng bên cái cánh bên đây thì đãi riêng nữa nè. Chạy cơm hộp ban trị sự xã Định Yên. Còn ở đây cũng là nơi phục vụ nước. Đây quý vị ơi, đoàn từ thiện phục vụ học é. Nước uống mát đây cho bà con. Từ thiện giáo hội Phật giáo Hảo xã Vĩnh Thạnh Lấp Giò Đồng Tháp. Bên đây nữa. Định Yên thì cho cơm hộp. Cơm hộp ăn luôn. Đây bốn hộp luôn. Một hộp phải không? Vô đây bốn hộp. Thì bây giờ đây là phục vụ cho cơm hộp. Mình mang đi về nhà ăn luôn cũng được. Xin hai. Thì bây giờ mấy chú đang phục vụ cho cơm hộp. Đây, nơi đây cũng là nơi đại nước, đại bún nữa đây. Lễ năm nay sao bà hai? Đập hơn các năm rồi. Bà hai ở đâu đi lễ? Ở dưới Mỹ Sương. Ở dưới Cao Lãnh đi xuống, ông bầu đi xuống nữa. À, năm nào bà hai cũng đi lễ chứ hả? Năm ngoái đi cũng mắc mưa. Chưa có cúng gì trơn, cái mưa. Bữa nay cúng rồi mà chưa mưa. Vậy là hơn năm ngoái. Hơn hơn. Thấy tinh thần người ta đãi nhiều hả bà hai? Đãi nhiều mà người ta đi cũng nhiều nữa. Cái chỗ mà mà cho nước dừa đâu không thấy không, nhưng mà lên YouTube thấy một đống dừa hết biết luôn rồi. Cho nước dừa là ở Thái Sơn. Thái Sơn. Đình Thái Sơn nè. Không, cái này là Tòng Sơn. Quên nữa. Thái Sơn trên núi á. Thái Sơn trên núi á. Trên núi. Còn gói Thái Sơn, Thái Sơn. Thái Sơn thôi mà. Cái này là Tòng Sơn. Biết. Tôi nghe chứ tôi không thấy không biết đâu. Tại mình thấy mình biết. Về sống thế nào cho hợp đạo hợp lý làm người. Vào khoảng năm 1847, Đức Phật thầy Đoàn Minh Huyên đến hành đạo ở vùng Tòng Sơn, nay là xã Mỹ Hưng A, huyện Lấp Vò, để tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc Đức Phật thầy Tây An. Bà con nhân dân và tín đồ nơi đây đã xây dựng đền thờ để thể hiện lòng tôn kính với Đức Phật thầy Tây An. Trải qua bao năm tháng, bà con nhân dân xã và tín đồ đã chung tay cùng với chính quyền địa phương trùng tu sửa chữa di tích này ngày càng thêm khang trang hơn. Di tích đình Tòng Sơn và đền thờ Phật thầy Thế An hiện nay đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh từ năm 2001, và hàng năm đều tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thầy Đoàn Minh Huyên viên tịch, được đông đảo tín đồ và nhân dân trong và ngoài tỉnh đến viếng và thăm lịch sử di tích văn hóa và lòng tín ngưỡng đối với Đức Phật thầy Tây An. Kính thưa quý vị, kỷ niệm 167 năm ngày Đức Phật thầy Tây An viên tịch, đây là dịp để bà con tín đồ và nhân dân ôn lại cuộc đời hoạt động đầy nhân nghĩa, đức hy sinh cao độ của Đức Phật thầy, để thể hiện lòng nhân ái trong tứ ân ngài đã dạy. Tất cả bà con tín đồ và nhân dân nguyện sống và làm nhiều việc thiện, việc nghĩa, chung sức xây
chung sức chung lòng để xây dựng quê hương ngày càng thêm giàu đẹp, xứng đáng với tôn chỉ tốt đời đẹp đạo. Nhân ngày kỷ niệm này, tôi đề nghị Ban Quản lý Di tích Đình Tòng Sơn và Đền thờ Phật Thầy Tây An cùng bà con nhân dân tín đồ hãy chung tay bảo vệ, trùng tu di tích ngày càng thêm khang trang, xứng tầm với bằng xếp hạng của di tích đã được công nhận. Tôi cũng mong rằng bà con nhân dân trong và ngoài huyện ở các tỉnh bạn hãy ủng hộ, đóng góp công sức, tài vật, tham gia trùng tu, sửa chữa và phát huy giá trị di tích, vì đây là di tích gắn với cuộc đời của Đức Thầy, Đức Phật Thầy trong những ngày hành đạo tại làng Tòng Sơn, nay thuộc xã Mỹ An Hưng A. Trong không khí trang nghiêm và đầy ý nghĩa của buổi lễ ngày hôm nay, hy vọng rằng với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Đức Phật Thầy, tôi tin tưởng lễ hội của chúng ta sẽ diễn ra trang trọng, an toàn và tiết kiệm. Các hoạt động văn hóa phục vụ trong dịp lễ làm mạnh, đảm bảo nét văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc và phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin kính chúc quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý khách dự cùng toàn thể bà con tín đồ và nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Theo chương trình đến phần trỗi ba hồi chuông cổ, xin kính mời ban nghi lễ phía trong chánh điện chúng ta hãy trỗi ba hồi chuông cổ. Quý vị, trong chánh điện của chùa đang chổi ba hồi chuông cổ, chuẩn bị khai mạc làm lễ. Ba hồi chuông cổ đã qua, tiếp theo đến phần nguyện hương. Xin mời ban nghi lễ chúng ta bước vào nguyện hương cáo quần thiên. Thưa quý vị, tiếp theo là chương trình nguyện hương để cáo quần thiên cầu nguyện. Trong giờ phút này trang nghiêm và long trọng. Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 167 năm ngày Đức Phật Thầy Tây An viên tịch. Chúng con xin kính cáo cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ cảm ứng chứng minh. Chúng con cầu nguyện cho toàn thể thế giới được hòa bình an lạc, đất nước Việt Nam được thịnh vượng trường tồn, mưa thuận gió hòa, bá tánh vạn dân được an cư lạc nghiệp, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Xin kính cáo. Vừa qua là những lời nguyện cáo hoàng thiên cho đất nước được hòa bình, chúng sanh được an lạc. Các ban tổ chức đang kính cáo, góp hương đang chuẩn bị cắm vào
Lư Hương. Những nén hương thành kính đã được dâng lên. Tiếp theo các vị chức sắc trong giáo hội đang lễ lại. Bốn lại đã xong. Thần nguyện hương táo hoàng thiên đã qua, xin kính mời ban nghi lễ tiến vào chánh điện để nguyện hương Phật tổ Phật thầy. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo là chương trình cầu nguyện trước Phật tổ Phật thầy. Thì vừa qua là vừa gọi là lễ cáo hoàng thiên, đang chuẩn bị bưng chầu nước đi vô đó gì. Thưa quý vị, thì tất cả đồng đạo Bổ Sơn Kỳ Hương cũng như là Phật giáo Hòa Hảo đang ở ngoài khung viên chùa đồng hướng về ngày đại lễ. Vì hàng triệu con người nè đứng trong chánh điện giờ này là đang giây phút trang nghiêm quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật tổ Phật thầy. Cảm ứng chứng minh. Hôm nay là ngày 12/8 âm lịch năm Quý, là ngày lễ kỷ niệm lần thứ 167 năm ngày Đức Phật thầy Tây An. Ban nghi lễ, ban tổ chức, chúng con cùng toàn thể bà con nhân dân các nơi tề tựu về đây long trọng tổ chức ngày lễ kỷ niệm của Đức Phật thầy Viên Tịch. Chúng con thành kính dâng hương cầu nguyện ơn trên, gia hộ cho thế giới được hòa bình an lạc, đất nước Việt Nam được thịnh vượng trường tồn, mưa thuận gió hòa, bá tánh vạn dân được an cư lạc nghiệp, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Chúng con đồng thành kính cầu nguyện và ơn trên cảm ứng chứng minh phù hộ. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, xin thưa quý vị, thì tiếp theo đây là tóm tắt tiểu sử Đức Phật thầy Tây An. Ông cụ đang kính lễ chuẩn bị lên viễn đàn để tóm tắt lại lịch sử Đức Phật thầy Tây An. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các tự, các tôn giáo, các xã bạn cùng toàn thể bà con, nhân dân kính mến. Được phân công của ban tổ chức, tôi xin phép được thông qua tóm tắt về thân thế cuộc đời. 2/8 âm lịch, ban quản lý đền thờ Phật thầy Tây An long trọng tổ chức kỷ niệm ngày Đức Phật thầy Tây An đoàn minh nguyên viên tịch. Thay mặt ban tổ chức buổi lễ, tôi xin thông qua tóm tắt về
thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Đức Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Nguyên. Đức Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Nguyên là người sáng lập ra đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, người sinh vào giờ ngọ ngày rằm tháng 10 đinh năm Đinh Mão 1807 tại làng Tòng Sơn, tỉnh Sa Đéc, nay là Đồng Tháp. Ngày xưa gọi là làng Tòng Sơn, Tổng An Tịnh, Phụ Định Diễn, thuộc về trấn Vĩnh Thanh. Theo lời kể của các vị bô lão thì Đức Phật Thầy Đoàn Minh Nguyên sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Lúc thiếu thời, ông được học chữ nho và sau những lúc làm nông nhàn công việc đồng áng, ông thường tìm đọc kinh Phật và những sách chữa bệnh bằng thuốc đông y. Tình hình xã hội lúc bấy giờ, từ khi Gia Long lên ngôi với chính sách cai trị hà khắc và bóc lột của triều đình nhà Nguyễn và bọn quan lại, đã đẩy xã hội miền Nam vào bần cùng, trong đó nặng nề nhất là nông dân và lao động nghèo. Nhiều cuộc nổi dậy của người dân Việt và Khmer ở khắp đồng bằng Cửu Long, như Sư Kế ở Định Tường 1820, Lê Văn Khôi ở thành Gia Định 1833, Hà Dương ở Kiên Giang 1838. Các cuộc khởi nghĩa ở các vùng như Kinh Vĩnh Tế ở Ba Xuyên, ở Thất Sơn 1841, Sư Lâm Sâm ở Trà Vinh 1842, cùng với những cuộc khởi nghĩa của nông dân và nho sĩ khắp các miền Bắc Trung Nam. Nói chung, trong cả nước, ngoài việc suy thoái của xã hội đã rõ nét, lại thêm việc cấm đạo Công giáo, cấm lập chùa Phật, thêm vào đó nạn mất mùa, kinh tế phá sản, các bệnh dịch hoành hành ở nhiều nơi. Riêng năm Tự Đức thứ hai 1849, cả nước có 589.000 người chết vì bệnh dịch tả. Theo lời kể của các vị bô lão lúc thiếu thời, ông Đoàn Minh Nguyên đã đi nhiều nơi để hiểu biết dân tình và tầm sư học đạo, qua các vùng như Gò Công, Mỏ Cày, Bến Tre, Cần Chông, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Sa Đéc, Rạch Giá, và đặc biệt ông nghiên cứu vùng Thất Sơn, An Giang. Vào khoảng đầu năm Kỷ Dậu 1849, lại thấy ông xuất hiện tại quê nhà làng Tòng Sơn, cuộc sống rất nghèo nàn, với một chiếc xuồng con bằng gỗ bần và trú thân tại sau khu đình Tòng Sơn. Lúc bấy giờ, ngài có vài hành động quyền bí khiến mọi người vừa không hiểu vừa khâm phục. Từ đó, một số hào lý hưu chức trong làng có thái độ chú ý tới ngài và coi ngài như là một đạo sĩ quyền bí. Lúc đó, bệnh dịch tả đang hoành hành tại làng Tòng Sơn, cùng với các dục vùng xung quanh làm chết rất nhiều người. Số hương chức cho rằng có gió độc nên giết heo, giết gà để làm lễ cúng gió, mà không hề lô thuốc men để chữa trị. Ngài lên tiếng phản đối họ trước mặt bà con, khiến họ nổi giận nên trục xuất ngài ra khỏi mái đình, đi nơi khác. Ngài nói với họ về bản thân mình để khỏi bị nghi kỵ, khỏi nghi ngờ là người từ nơi khác về gây rối. Cũng may lúc đó còn có ông Đoàn Văn Điểu và ông Đoàn Văn Duyên là người họ hàng còn nhận ra ngài, nên các hương chức hào lý không còn làm khó dễ nữa. Nhưng sau đó ngài vẫn ra đi trên một chiếc xuồng bằng gỗ bần và bơi bằng một thanh tre lớn. Ngài ghé lại những nơi có dịch bệnh để chữa bệnh bằng thuốc núi, vừa chữa bệnh vừa rao giảng kinh kệ, khuyên người đời học Phật tu nhân. Ngài đi nhiều nơi như Trà Bư, cách Cát Bà Thượng khoảng 10 km, vùng Tân Phước, Rạch Cái Dứa, vùng Mỹ Hưng, Cù Lao Duyên, vùng Cái Tre, ven Đồng Tháp 10, vân vân. Lúc đó hương chức làng Tòng Sơn hối hận bà con tranh nhau đi tới Trà Bư nhờ
Ngài chữa bệnh và cử đại diện để mời Ngài về. Nhưng Ngài nói với họ rằng cứ trở về làng Tòng Sơn tìm cái mô nang ở chỗ đình Tòng Sơn để và có những việc lạ. Hương trước tìm thấy mô nang mở ra, trong đó có một tấm trần điều, một mớ tóc, một cái cờ ngũ sắc, một cuốn sấm vàng. Hương chức treo tấm trần điều thờ lên thờ và đốt cái cờ ngũ sắc ra thành than cho người bệnh uống thì thấy khỏi bệnh. Ngài tiếp tục đi nhiều nơi, không những chữa bệnh dịch mà còn chữa được nhiều bệnh như khùng điên, phong cười, ho xỉn vân vân. Lạ thay, mọi bệnh đều khỏi, khiến mọi người trong vùng khâm phục, rủ nhau đến chiêm ngưỡng xin làm đệ tử. Người nào được Ngài giảng đạo theo cuốn sấm truyền và tự nhận xin làm đệ tử thì Ngài cấp cho một tấm lồng phái bằng giấy vàng có đóng dấu ấn bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương. Từ đó đạo Bửu Sơn Kỳ Hương được chính thức phổ biến vào mùa thu năm Kỷ Dậu 1849, thời Tự Đức năm thứ hai. Và cũng lúc ấy Ngài được công nhận là giáo chủ phái Bửu Sơn Kỳ Hương, và đông đảo tín đồ cũng như nhân dân tôn vinh ông là Hoạt Phật, tức là Phật sống ở trần gian. Phái Bửu Sơn Kỳ Hương được Ngài làm giáo chủ. Ngài xây dựng giáo lý trên đường hướng học Phật tu nhân để phụng sự tứ đại trọng ân, đó là đem con người trở lại con đường thiện, sống đúng với đạo nhân, tức đạo làm người. Nhận thức của người nông dân nghèo khổ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thời đó cần học Phật để trang nghiêm trên con đường tiến tu giải thoát theo điều dạy của Phật, mới tránh được lỗi lầm do vô minh gây ra và nhận rõ con đường đạt đến chân lý. Ngoài ra, Ngài còn biểu lộ tinh thần yêu quê hương đất nước của mình và muốn trở thành một người đem lại năng lực đức độ để cứu nhân độ thế. Ngài không đồng ý những hình thức cúng kiến phức tạp và tốn kém. Ngài lên án và bài trừ mê tín dị đoan và những việc bất công trong xã hội do bọn hương chức gây cho bà con nghèo. Trong việc đóng góp khi cúng kiến, Ngài thực hiện sự làm một cuộc cải cách và nhận thức mới về đạo. Ngài chủ trương không dùng âm thanh sắc tướng, thờ tấm trần điều vừa có ý nghĩa cao siêu vừa phù hợp với điều kiện của người nông dân nghèo, và viết kinh kệ bằng chữ Nôm là chữ của dân tộc Việt thời đó, và dùng cây thuốc nam, thuốc núi có sẵn trên quê hương đất nước để chữa khỏi bệnh, vừa phù hợp với nền y học của dân tộc mà mọi người vẫn tìm được thuốc và tự chữa bệnh cho mình. Đồng thời, Ngài cũng nhắc nhở làm người phải biết tôn thờ quê hương, tổ quốc, thờ phụng những vị anh hùng dân tộc. Trong giáo lý của Ngài, chủ yếu dùng bằng chữ Nôm, có các bộ như Kim Cổ Kỳ Quang, Lời Phật Thầy, năm Kỷ Dậu 1849 gồm có 9 quyển như Kim Cổ Kỳ Quang, Giác Mê, Cáo Thị, Dân Tiên, Ngồi Buồn, Bổn Tuồng, Thừa Nhàn, Tiền Giang và Kiển Tiên. Toàn bộ 9 quyển này do Ấn Quán Vân Khiêm in tại Long Xuyên năm 1957. Đồng thời với việc mở đạo rao giảng giáo lý với tín đồ Phật Thầy Đoàn Minh Viên, mục tiêu khai quang lập ấp là điều quan trọng. Ngài đưa tín đồ nghèo khổ và không có ruộng đất tới những nơi xa xôi, hẻo lánh để lập những trại ruộng nhằm giải quyết vấn đề đời sống, vừa làm nơi tu hành vừa là những căn cứ địa lâu dài để mưu đồ việc lớn. Những nơi này đều do các đệ tử thân tín của Ngài phụ trách, gọi là ông đạo. Thưa quý vị, nơi đây cũng là nơi những
gian hàng giới thiệu về sản phẩm nông nghiệp, tất cả các loại bánh luôn ha. Đây là giới thiệu về đặc sản của xã Tân Mỹ. Hai bên đường này giới thiệu rất là nhiều nè. Đây là đặc sản của Lấp Giò, hai bên con đường. Đây là sản phẩm đây là sản phẩm bánh nữa. Đây là sản phẩm đặc trưng, đủ thứ món hết trơn ha. Đây là sản phẩm cà cao hay môn. Đây, bán đồ quá chen quá vậy. Kính thưa cô chú và anh chị em, đồng đạo gần xa kính mến, cũng như là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, cũng như là người tín đồ của Bửu Sơn Kỳ Hương, xin thưa quý vị, thì trong suốt mấy ngày hôm nay, từ ngày mùng 9, mùng 10, 11, 12 đến ngày chính lễ là ngày hôm nay, tất cả các buổi lễ tại Thế Sơn Tự, tỉnh Biên, An Giang và cũng như ở đây là Lấp Giò, Tòng Sơn, thì buổi lễ được diễn ra thành công tốt đẹp. Mọi người, bà con từ thập phương, mọi miền đất nước đều trở về nơi đây để mà dự lễ. Thấy lễ năm nay thì trong những ngày gần đây thì chúng tôi đi đây đi đó cập nhật cho bà con được xem. Thì buổi lễ đã thành công tốt đẹp và viên mãn. Vậy lời cuối lời, xin chân thành cô chú anh chị em đã xem video trong suốt tiến trình thời gian của mấy ngày hôm nay. Xin chúc cô chú anh chị em mình được nhiều sức khỏe và tinh tấn trên bước đường tu hành. Thì hẹn quý vị những cái dịp lễ sau nữa. Thưa quý vị, thì trên nội dung kênh của chúng tôi thì chia sẻ hai vấn đề chính. Một là vấn đề về thuyết trình của mấy chú bác trong đồng đạo cũng như là anh em đã chia sẻ thuyết trình bàn luận và chia sẻ về hệ thống của giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Vấn đề thứ hai trên kênh của chúng tôi chia sẻ đó là về lễ hội, ghi hình lại tất cả các công tác từ thiện lễ hội của trong đạo cũng như là Bửu Sơn Kỳ Hương, các lễ hội như là đại lễ 18 tháng 5, 25 tháng 11, đản sanh của Đức Thầy, hay là lễ khai đạo, hay là lễ của cụ ba ông Ba Thớ, Nguyễn Văn Thớ, rồi Đức Bổn Sư, Đức Phật Chùm và Đức Phật Thầy Tây An. Thì chúng tôi ghi hình lại toàn cảnh tất cả buổi lễ. Buổi lễ ngày hôm nay, ngày 12 tháng 8, cũng khép lại một cách trang nghiêm và long trọng. Và bà con ai nấy cũng đều khỏe mạnh và bình an cả. Xin cuối lời của video, xin kính chúc toàn thể quý vị một lần nữa được sức khỏe dồi dào và tinh tấn trên bước đường tu thân hành thiện của mình, để ngày mai này chúng ta được về cảnh giới an lành của chư Phật. Và mời quý vị cùng đón xem và đồng hành với chúng tôi trong những kỳ đại lễ khác. Một lần nữa giờ đây xin dứt lời và chương trình tạm ngừng tiếng. Xin thân ái kính chào toàn thể chư quý vị.